Người đàn ông ăn cắp chai rượu trên kệ hàng một cách ngang nhiên. Nhưng khi quay lại, thì món đồ giấu trong người đã biến mất. Tiếp theo ông ấy thản nhiên đi đến quầy và mua một gói kẹo cao su. Ngay sau đó, dưới ánh mắt nghi ngờ của chủ cửa hàng, ông ôm không khí và nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa, chai rượu trong người lại hiện hình. Giây tiếp theo, chủ cửa hàng phát hiện ra sự bất thường trên kệ hàng. Ngay lập tức bà ấy vội vàng chạy ra chặn Jack đang định trốn thoát. Thấy đối phương không ngừng quấy rối, David nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Chủ cửa hàng lập tức nhận ra người này cũng là đồng bọn, quay đầu tức giận tiến về phía anh ấy. Thấy vậy anh cũng sợ hãi rút súng ra. Sau đó đối phương không nghe lời khuyên và chuẩn bị ra tay thì bị anh bắn ngay lập tức. Nhưng cảnh quay vừa truyền, hóa ra David chỉ dùng tay làm động tác bắn súng, nhưng chủ cửa hàng bị trúng ảo thuật vẫn vô thức ngã xuống đất. Thấy vậy Jack vội vàng dẫn con trai rời khỏi nơi này. Khi cảnh sát đến, chủ cửa hàng vẫn hét lên rằng mình bị bắn. Nhưng khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện cơ thể bà ấy hoàn toàn không bị thương. Lúc này Jack đang lái xe chạy trốn trên đường, ông chỉ trích con trai đã quên mất hai quy tắc mà mình đặt ra. Một là tuyệt đối không được gây chú ý, hai là không được sử dụng với người thân. Nhưng David có siêu năng lực đã chán ngấy với việc ăn cắp vặt. Anh ấy luôn muốn làm một chuyện gì đó lớn lao để thay đổi cuộc sống của hai người. Jack mắng đối phương không được có suy nghĩ như vậy. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị chính quyền chú ý và bắt đi làm thí nghiệm. Nhưng vì vừa rồi quy tắc đầu tiên đã bị phá vỡ, lúc này một chiếc xe cảnh sát từ phía sau đuổi theo. Thấy tình hình này David không thể nhịn được nữa, quyết định dạy cho đối phương một bài học. Chỉ thấy cảnh sát đột nhiên phát hiện bầu trời bắt đầu tối lại. Giây tiếp theo, một lượng mưa đá lớn đã rơi xuống. Ngay sau đó cửa sổ xe bị đập vỡ. Anh ta chỉ có thể liên tục lái xe để tránh, chẳng mấy chốc chiếc xe đã mất kiểm soát hoàn toàn trong khi tránh né. Hai người đã trốn thoát thuận lợi dưới bầu trời trong xanh. Nhưng hành động này cũng thành công thu hút sự chú ý của chính quyền. Và lực lượng tìm kiếm họ không chỉ có một nhóm. Cảnh sát bàn tán sôi nổi về sự bất thường xảy ra trong ngày hôm đó. Những lời này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của một người đàn ông. Sau đó ông ta lập tức sử dụng siêu năng lực xâm nhập vào não của đối phương. Chẳng mấy chốc ký ức của người kia đã bị lấy hết. Rất nhanh đội quân chính quyền đã tìm đến nơi ở của hai người. Ngay lập tức họ nhanh chóng kiểm soát Jack, người không có sự phòng bị nào. May mắn thay, David đang đi chơi không có ở đó. Nhưng lúc này, anh ấy cũng đang ở trong tình thế nguy hiểm. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Mark vẫn nhận ra David ngay lập tức. Nhưng khi chuẩn bị tiến lên bắt giữ thì lại phát hiện nhân viên chính quyền cũng xuất hiện ở đó. Và rõ ràng đối phương cũng nhận ra Mark. Khi thấy ông ta, họ không quan tâm đến sự an toàn của đám đông. Lập tức điên cuồng tấn công. Nhưng không biết rằng tất cả chỉ là ảo thuật mà Mark tạo ra. Anh ta đang ra khỏi cửa chính, yêu cầu chỉ thị mau đi theo. Thấy cảnh này, David kinh ngạc không nói nên lời. Khi Mark chuẩn bị sử dụng năng lực của mình, có kẻ thù xuất hiện từ phía sau và trùm một chiếc mũ lên đầu ông ta. Cùng lúc đó, đội trưởng Julie nhanh chóng xuất hiện và đưa David rời khỏi nơi này. Nhìn thấy cha mình sớm đã bị bắt, anh chỉ có thể bị ép lên xe cùng mọi người. Sau đó anh cũng bị một chiếc đội mũ có thể ngăn cách siêu năng lực. Nhưng lúc này Mark không hề hoảng sợ, ông ta dùng cơ thể cường tráng để nhanh chóng giải quyết kẻ thù. Ngay lập tức, ông ta nhanh chóng đến bên đường chặn đối phương lại. Giây tiếp theo, tài xế xe tải lớn thấy có người đột nhiên băng qua đường. Anh ta sợ hãi đến mức chỉ có thể phanh gấp và dừng lại giữa đường. Đó là ảo giác, tiếp tục lái xe đi. Anh ta chỉ có thể căng thẳng nhắm mắt lại và lao qua. Không ngờ họ đã đoán đúng, thấy tình hình này, ông ta chỉ có thể hậm hực bỏ đi. Rất nhanh David đã bị đưa về căn cứ thí nghiệm. Qua lời kể của chỉ huy Anna, anh mới biết rằng nhóm người được gọi là người cảm nhận này đều do chính quyền tạo ra. Với sự phát triển của năng lực, tham vọng của nhóm người này càng ngày càng lớn. Cuối cùng họ thoát khỏi sự kiểm soát và thành lập một tổ chức phản loạn tên là Ý thức. Mà chính quyền cũng đã nghĩ đến nhóm người cảm nhận có thể sẽ mất kiểm soát. Nên khi chế tạo, họ đã cố ý thêm vào thuốc không thể sinh sản. Như vậy số lượng người mất kiểm soát không thể tăng lên. Và David là người cảm nhận duy nhất được sinh ra một cách tự nhiên. Vì vậy chính quyền muốn thông qua huyết thanh của anh ấy để nghiên cứu ra công thức có thể loại bỏ năng lực đặc biệt. Nghe xong David tức giận không thôi, cách thức thô bạo của đối phương hoàn toàn không phải là thái độ hợp tác. Anna nói rằng nếu muốn hợp tác, trước tiên phải cho họ thấy bản lĩnh của anh. Tôi muốn anh làm tôi nghĩ rằng mình đang ở trên bãi biển. Thấy David không có ý định hợp tác, Anna trực tiếp lấy ra bức ảnh của mẹ anh và nói rằng chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ cho anh biết tung tích của bà ấy. Những lời này ngay lập tức đánh trúng điểm yếu của David. Anh ngay lập tức sử dụng năng lực với Anna, thành công đưa cô ta đến giữa một bãi biển. Tuy nhiên anh vẫn ác ý tạo ra muỗi để phá hỏng không khí. Nhưng cô ta không quan tâm và tiếp tục thử thách giới hạn khả năng của David. Bây giờ hãy biến những con ruồi thành vòng lặp đi theo tôi. Năng lực đáng sợ này hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được, nhưng David vẫn được gặp lại cha mình như mong muốn. Điều khiến anh ấy bối rối là Mark và Anna lại quen biết nhau, đây cũng là sự thật mà cô ta muốn tiết lộ cho anh. Hóa ra người cảm nhận không chỉ có thể thực hiện ảo thuật,
mà còn có thể đọc được ký ức của người khác. Sự thật về mẹ của anh nằm trong ký ức của Mark. Nghe xong, anh vội vàng thực hiện phép thuật lên cha mình. Ngay sau đó, anh nhìn thấy Mark lúc còn trẻ đang ôm đứa trẻ là chính mình trong căn cứ. Anh hoàn toàn không phải là con của đối phương. Jack sốc đến mức không phản ứng lại được và ngất xỉu. Và đây cũng là kết quả mà Anna muốn thấy. Cô ta nghĩ rằng đây là sự khởi đầu của việc kiểm soát David. Nhưng nhanh chóng phát hiện ra rằng ngoài tiềm năng ra, thì không thể chiết xuất công thức từ cơ thể của đối phương. Người lãnh đạo cho rằng nếu vậy thì nên tiêu diệt anh, để tránh việc mất kiểm soát về sau như những người cảm nhận khác. Anna lại nghĩ rằng có thể kiểm soát đối phương để sử dụng cho mình. Nhưng bên kia Julie đã tìm thấy David trước, người tốt bụng như cô ấy không thể chịu đựng được việc đối phương bị bắt đi nghiên cứu. Anh quyết định rời khỏi nơi này ngay lập tức cùng Julie. Kỹ năng cao siêu của đối phương khiến anh kinh ngạc không thôi. Cô đưa cha con Jack trốn khỏi căn cứ một cách dễ dàng. Anna thấy vậy lập tức dẫn người đuổi theo. Nhưng không lâu sau, một nhân viên đã xông vào ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, đối phương đã cướp súng và tấn công dữ dội. Mà người đang sử dụng ảo thuật để xâm nhập vào căn cứ là Mark. Lúc này cha con David đang cãi nhau dữ dội. Anh ấy cuối cùng đã hiểu được hàm ý quy tắc thứ hai của cha mình. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tranh cãi. Anh vội vàng thực hiện ảo thuật, nhưng vẫn có người thức tỉnh để kích hoạt rào chắn và làm nổ lốp xe. Nhưng lúc này những người kia không dám dừng lại, chẳng mấy chốc lốp xe đã hoàn toàn rơi ra. Cuối cùng dẫn đến việc chiếc xe mất kiểm soát và bị lật xuống sườn đồi. Không lâu sau, một chiếc xe đã đuổi đến. David chỉ có thể sử dụng khả năng của mình để không cho đối phương nhìn thấy. Mark nhìn theo dấu vết xuống sườn đồi, cũng không biết có phải đã nhìn thấu ảo thuật của anh hay không. Chỉ thấy ông ta cười nham hiểm rồi quay người rời đi. Và hai người cũng thoát khỏi sự truy đuổi một cách an toàn. Nhưng đối mặt với sự chất vấn, Jack vẫn không chịu tiết lộ sự thật. Chỉ nói rằng tất cả đều là muốn tốt cho anh. Mặc dù David có thể xâm nhập vào não của đối phương, nhưng biết rằng sẽ gây ra di chứng về sau. Nên anh không nỡ làm vậy. Trong cơn suy sụp, anh chỉ có thể tức giận cắt đứt mối quan hệ cha con với Jack. Và ngay lúc này, David nhìn thấy một nhân vật đáng sợ. Anh vội vàng sử dụng hết sức để thực hiện ảo thuật. Chẳng mấy chốc Mark đã đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trong căn phòng đang được sửa chữa hoàn toàn không có dấu vết của sự cư trú. Nhưng là một cao thủ, ông ta biết điểm yếu của người cảm nhận. Đó chính là ảo thuật không thể phát huy tác dụng trong gương. Anh ngay lập tức bị bại lộ trước mặt Mark. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể cố gắng dùng bạo lực để chế ngự đối phương. Nhưng không biết rằng sự chênh lệch về kỹ năng giữa hai người còn lớn hơn cả siêu năng lực. Mark nhanh chóng đánh gục anh xuống đất, nhưng không giết anh mà lại kể một câu chuyện khác. Ông ta nói rằng, những người có năng lực đặc biệt đã xâm nhập vào lực lượng đối địch và thu thập được nhiều thông tin. Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, chính phủ lo sợ rằng họ sẽ bị tiêu diệt. Nhiều người cảm nhận không có sự phòng bị đã bị ám sát bí mật. Cho đến khi người cảm nhận mạnh nhất xuất hiện. Và David là người cảm nhận bẩm sinh, đã thể hiện năng lực đáng sợ này từ khi còn nhỏ. Nhưng điều này cũng đã khiến mẹ anh gặp nguy hiểm. Cuối cùng bị tra tấn đến mức trở thành người thực vật. Nhìn thấy mẹ mình đầy vết thương trước mắt, anh cuối cùng đã tin lời đối phương. Mark đề nghị xâm nhập vào ký ức của mẹ anh, vì bà ấy đã để lại một thứ quan trọng cho anh. Nghe đến đây, David không thể kiềm chế được nữa và sử dụng năng lực của mình. Hóa ra lý do chính phủ luôn truy sát anh là vì mẹ anh đã tiêu hủy công thức chế tạo và loại trừ người cảm nhận duy nhất của chính phủ để bảo vệ con trai mình, rồi lưu giữ nó dưới dạng ký ức trong trí nhớ của David. Anh ấy cảm nhận được rằng mẹ anh không muốn ai có được nó, bà ấy muốn phong ấn triệt để thứ tàn ác này. Như thể đã giải tỏa được nỗi lòng, cuối cùng lúc này mẹ anh đã yên lòng ra đi. Mà lúc này đội quân lớn đã truy sát đến đây. David đang đau buồn nhìn thấy chính phủ vẫn không ngừng truy đuổi đến cùng. Anh ấy hoàn toàn bùng nổ. Ngay lập tức thể hiện năng lực thứ ba ẩn sâu bên trong. Các thành viên trong đội bị buộc phải tấn công lẫn nhau dưới sự kiểm soát của ý niệm. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này đều hoảng sợ lùi lại. Và khi nhìn thấy Anna, sự phẫn nộ của anh càng dâng trào. Tất cả mọi người đều bị buộc phải quỳ xuống và chĩa súng vào mình dưới sự kiểm soát của ý niệm. Cô ta vội vàng nói rằng mẹ anh đã qua đời nhiều năm trước. Nhưng bây giờ anh không tin bất cứ lời nào của cô ta, trực tiếp bịt miệng cô ta và chuẩn bị ra tay. Nhưng lúc này Jack đột nhiên xuất hiện và ngăn cản, ông ấy cũng khuyên David đừng hành động bốc đồng. Tất cả đều là do Mark đang lợi dụng anh. Nhìn thấy anh ấy dần bình tĩnh trở lại dưới sự khuyên nhủ, Mark ngay lập tức kiểm soát Jack, khiến ông nhặt khẩu súng trên mặt đất và bắn vào mình. Mọi người xung quanh đều được giải phóng khỏi sự kiểm soát. Lúc này Jack bị bắn vào má đã bắt đầu mất đi ý thức. Ông ấy dùng chút sức lực cuối cùng để yêu cầu David xâm nhập vào não của mình một lần nữa. Hóa ra năm đó người mẹ chỉ đang tiến hành thí nghiệm bình thường. Bà ấy cảm thấy tổ chức ý thức muốn cướp đi con trai. Vì vậy bà cầu xin Jack hãy đưa anh đi. Jack tốt bụng đã từ bỏ cuộc sống của mình để mang theo David ẩn danh. Chỉ là không muốn anh bị cuốn vào cuộc đấu tranh giữa hai thế lực lớn. Lúc này cuối cùng anh ấy đã hiểu được nỗi khổ của Jack, anh thề sẽ báo thù cho cha. Ngay lập tức anh cầm súng đuổi theo Mark. Nhưng đối phương lại xảo quyệt trốn vào một bữa tiệc gần đó.
Nhưng chỉ thấy David từ từ hạ tay xuống, đám đông xung quanh đều ngất xỉu mà không có sự phản kháng. Chỉ còn lại Mark đang bắt giữ Julie đột ngột đứng tại chỗ. Ngay lập tức anh nhắm vào ông ta và điên cuồng kích hoạt năng lực. Nhưng chẳng mấy chốc đã bị đối phương hóa giải. Việc ông ta vừa giết Jack cũng đã chứng tỏ rằng ông cũng đã thức tỉnh năng lực thứ ba. Bây giờ cả hai không ai có thể làm gì được nhau. Mark đe dọa giao công thức cho ông ta thì sẽ thả Julie, chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Lúc này Anna cũng đuổi theo đến đây. Nghe thấy cuộc đối thoại, cô ta ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Bởi vì trong tầm nhìn của cô ta không thể nhìn thấy Julie. Cô ta biết đối phương có thể đã cấy một vòng lặp vào tâm trí của David. Nhưng biểu cảm đáng thương của Julie trước mắt lại rất thật. Trong phút chốc anh cũng không biết nên tin ai. Cô ta vội nhắc anh nhớ lại kỹ càng, đối phương chắc chắn sẽ để lại sơ hở khi cấy vòng lặp lần đầu tiên. David cuối cùng cũng xác định rằng lần đầu gặp mặt, Mark đã sử dụng ảo thuật với mình. Nghĩ đến đây anh ấy bắn một phát súng. Quả nhiên ông ta đã ngã xuống đất còn Julie thì không hề hấn gì. Nhưng cô ấy cũng không biến mất vì cái chết của Mark. Như đã nói trước đó, vòng lặp là một ảo thuật vĩnh viễn, nó sẽ đi cùng David suốt đời. Sau đó anh từ chối lời mời chân thành của Anna. Vì anh muốn tuân theo di nguyện của Jack, tránh xa cuộc tranh giành của hai thế lực lớn. Bộ phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bộ phim hấp dẫn tiếp theo.